mở đầu chương trình văn nghệ thật là đặc biệt của chúng ta đêm hôm nay. Thùy Dương lại xin quý vị dành một tràng pháo tay thật đặc biệt để một lần nữa chào đón tiếng hát thật là đẹp, thật là sexy của nữ ca sĩ Như Ý. Và để trở lại cho chương trình phần 2 của mình, hôm nay bây giờ Như Ý xin được gửi đến cho quý vị một ca khúc của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc, phổ thơ Nguyễn Tuấn Anh, bài hát mang tựa đề Vô Cùng, hay còn có một tên gọi khác là Vì Anh Thương Em. Vì anh thương em như thương cây bàng non, tình nhớ ai làm sao nói được. Vì anh thương em như thương hạt mưa non dài sẽ không cần trước sau, vì em đã đặt mình ở hướng vô cùng. Dĩ xin quý vị có thể cùng vỗ tay lớn lên nào, có được không, cho chương trình của chúng ta. Và ở đây có rất nhiều ghế, xin mời các đồng vị cùng đứng lên đây. Gì không? Tình hạt mưa đã gọi tên, em vẫn thấy thương cây vàng non, thương chim bông cô bồng. Đông lạnh cô đơn, nếu mình nghe nhau trong hạt mưa, trong tiếng khóc mưa rơi, trong tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm. Gió trên lá cây bạc non, anh nghe gì không? Ơi ai? Vì em thương anh như thương cây bạc non, cây nhớ anh làm sao nói được? Vì em thương anh như thương hạt cần trước sau, vì em đã đặt mình ở hướng vô cùng. Từ chiếc bóng vô vọng, cho dù cô đơn vẫn nhận ra nhau trong hạt mưa, trong tiếng khóc mưa rơi, trong tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá cây bàng non. Anh nghe gì không? Ơi ơi ai? Vì em thương anh như thương cây vàng non, khi nhớ nhớ anh làm sao nói được. Vì em thương anh như thương hạt mưa non dài vỡ rồi mà có được đâu.
vì em đã đặt mình ở hướng vô cùng. Vì em thương anh như thương cây vàng non, khi nhớ nhớ ai làm sao nói được. Vì em thương anh như thương hạt mưa non dài, vẫn rồi mà có được đâu. Em thương anh sẽ không cần trước sau, vì em đã đặt mình ở hướng vô cùng. Vì em đã đặt mình ở hướng. Bây giờ mình đặt hướng nào bây giờ quý vị? Ở hướng, hướng nào? Vô cùng. Vỗ tay vẫn còn yếu nha, mình cho một tràng vỗ tay lớn hơn được không? Thank you. Không phải là cho Như Ý không, mà cho tất cả ban nhạc ngày hôm nay và cho tất cả ca sĩ, những người thực hiện chương trình. Xin cảm ơn quý vị.